Miền Bắc đã qua giai đoạn mưa lớn cao điểm rồi. Dự báo chiều vào tối nay, chiều tối và đêm nay thì mưa rông vẫn còn xảy ra ở bắc bộ. Tuy nhiên cường độ thì giảm, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 60 mm. Mưa thì không còn rồn rập, thế nhưng mà do kéo dài nhiều ngày nên nguy cơ lũ quét và đặc biệt là sạt lở đất thì vẫn còn rất cao. Khoanh vùng nguy cơ cao nhất là tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Cao Bằng và Phú Thọ. Chương trình tiếp tục với những thông tin về thời tiết. À, chị Hương Lê đã chia sẻ là miền Bắc thì đã qua cao điểm của đợt mưa lớn rồi nhưng mà vẫn còn có những nơi có mưa đúng không chị? Vậy thì nơi nào là mưa lớn nhất vậy ạ? Vâng Thanh Huyền, chiều tối và đêm nay thì mây rông sẽ phát triển và gây mưa trở lại cho miền Bắc. Nhưng đã qua giai đoạn cao điểm mưa lớn rồi nên cường độ mưa không còn dồn dập nữa. Dự báo số điểm mưa to trên 100mm chỉ cục bộ ở vùng núi các nơi khác hầu hết là mưa rào từng đợt và rất nhanh trong đêm. Trước đó, sáng và trưa nay miền Bắc sẽ nắng oi, dự báo nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố giao động từ 30 đến 34 độ, độ ẩm nhiều nơi trên 65%. Ở miền Trung, hôm nay nắng nóng vẫn xảy ra ở nhiều nơi, dự báo một loạt các thành phố từ Đồng Hới, Huế vào đến Quảng Ngãi, Tuy Hòa, Nha Trang có mức nhiệt cao 35-36 độ, còn các nơi khác là 32-34 độ. Mưa rông nhiệt cục bộ về chiều tối và rất nhanh. Mưa rông cũng xảy ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều nay. Mưa xảy ra trên diện rộng, ít điểm mưa to nhưng quý vị cần cảnh giác với sấm sét và gió giật mạnh có thể kèm theo trong cơn rông. Nguy hiểm nhất là 30 phút đầu cơn rông. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Bây giờ xin mời Thanh Huyền tiếp tục chương trình. và cảm ơn chị. <laughs>